VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào tất cả các bạn, lại trở lại với kênh YouTube của VDA. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một chủ đề khá là quen thuộc nhưng hầu như rất nhiều người mắc phải, đó là cầm micro sai cách khi hát karaoke. Và VDA nhận thấy rằng có 4 lỗi cơ bản khi bạn cầm micro. Bây giờ hãy cùng Thanh Bình xem bạn đã mắc bao nhiêu lỗi nhé. Lỗi thứ nhất, sai khoảng cách. Thanh Bình để ý, khi các bạn cầm micro khi hát thì có nhiều bạn sẽ để micro sát miệng như thế này đây, để âm phát ra có thể to và phân cách hơn. Hoặc có nhiều bạn lại để rất là xa như thế này, bởi vì sợ âm chói tai. Nhưng mà đây hoàn toàn là những cách sai lầm các bạn nhé. Và bây giờ thì VDA sẽ hướng dẫn các bạn cầm mic ở khoảng cách như thế nào để phát ra âm hay nhất. Khi các bạn cầm micro, các bạn sẽ đặt micro cách miệng tầm khoảng 2 cho đến 5cm như thế này ở đây. Ở khoảng cách như thế này thì âm phát ra từ micro sẽ hay và đầy đặn nhất các bạn nhé. Lỗi thứ hai, đó là sai hướng micro. Vậy micro đặt theo hướng nào thì sẽ phát ra âm thanh hay nhất các bạn nhỉ? Các bạn sẽ để micro thẳng chúi xuống như thế này hay là chết lên trời như thế này? Tất cả đều không phải đâu nhé. Khi các bạn cầm micro, các bạn đặt micro theo phương thẳng với phương của miệng. Ở hướng như thế này thì micro sẽ hút đầy đủ âm thanh nhất và khiến cho âm thanh phát ra hay nhất. Lỗi thứ ba, sai vị trí. Với lỗi này thì Thanh Bình thấy có rất là nhiều bạn mắc phải. Đó là khi các bạn cầm micro, các bạn hay cầm tít lên trên và cầm lên lưới chụp micro như thế này đây. Hoặc là cầm xuống dưới đuôi của micro. Có phải là nó rất là lỏng lẻo không nào? Và VDA sẽ mắc các bạn cầm micro làm sao cho đúng. Chúng ta sẽ cầm micro ở giữa micro như thế này đây. Và với tư thế cầm như thế này thì Thanh Vân cảm thấy rất là chắc tay và rất là tự tin khi hát các bạn nhé. Lỗi thứ tư, hướng về phía loa. Đây là một lỗi mà Thanh Vân cảm thấy là cũng có rất là nhiều bạn mắc phải. Đó là khi mà các bạn cầm micro, các bạn thường vô tình hướng micro về phía loa. Và với cái cách làm như thế này thì chắc chắn rằng nó sẽ gây ra tình trạng hú rít rất là khó chịu. Và để tránh tình trạng này thì các bạn tránh cái việc hướng micro về phía loa, hoặc là các bạn nhớ tắt đi tín hiệu của micro ngay sau khi hát các bạn nhé. Và còn một lưu ý nhỏ nữa nhưng mà cũng không kém phần quan trọng mà Thanh Bình muốn gửi đến các bạn, đó là khi mà các bạn chọn mua micro thì các bạn nhớ chọn mua những loại micro có chất lượng tốt, chống hú, bắt âm nhạy cũng như là bắt sóng tốt. Như vậy thì các bạn sẽ hoàn toàn tự tin khi hát. Giống như chiếc micro Thanh Bình đang cầm trên tay đây. Đây là dòng micro Vorote SE65, một dòng micro mới mà VDA khuyên bạn nên sử dụng để có thể tự tin hơn khi hát và tạo ra những âm thanh thật sống động và thật hay các bạn nhé. Của micro chuyên dùng cho karaoke nên có độ nhảy cao, dễ bắt tín hiệu, dễ hát, hét to gần mic không vỡ tiếng, bút sóng rộng, do đó không đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng cầm micro tốt. Có hệ thống cắt hú rít tự động, loại trừ được tiếng hú cao. Sóng mạnh, có khả năng tự động dò tìm sóng sạch, tránh được tình trạng can nhiễu sóng hay rớt sóng, giúp bạn không bị gián đoạn khi hát. Đó là lý do vì sao mà VDA khuyên bạn nên chọn mua Vorote SE65 để hát hay hơn mà không lo phải cần có kỹ thuật cầm micro. Vâng, và với video tiếp theo thì VDA sẽ review cho các bạn thật kỹ về thiết kế cũng như tính năng của bộ micro Vorote SE65 này các bạn nhé. Giá của bộ micro này được bán tại showroom của VDA là 6.500.000 đồng, cùng với bộ quà tặng vô cùng hấp dẫn bao gồm sách hướng dẫn điều chỉnh âm ly trị giá 300.000 đồng và vòng chống lanh trị giá 100.000 đồng các bạn nhé. Và nếu như các bạn thực sự yêu thích bộ micro này thì các bạn có thể ghé ngay showroom của VDA, hoặc các bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết của sản phẩm trên hai website của VDA bao gồm vda.vn và vdashop.net. Vâng, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.